Hello em nha, anh mới về nè, anh có đem đồ ăn về luôn nè. Ủa anh về hả? Anh có đem ruồi vậy không? Nay em thèm ăn ruồi quá. Có chứ, anh đem ruồi với lại bột canh cứng nữa, hai món em thích đó. Trời, để coi cái gì mà tinh tế dữ vậy. Cảm ơn anh nhiều nha. Thôi coi chuẩn bị đi vô ăn chung em nè. Ok luôn. À, em ơi, hay là hoãn lại xíu nha, cho anh đi y cái đau bụng quá. Trời đất ơi, cái gì mà sắp tới giờ ăn tới nơi thì mất y rồi sao ông? Thì tại nãy anh đi săn đồ ăn cho em đó, đâu có thời gian để mà anh nghỉ với lao đi vệ sinh đâu. Rồi, thôi đi lẹ cái đi. Gì đâu mà tuổi thọ thằng lằn sống có 5 năm mà dùng hết 4 năm rưỡi đi y rồi. Rồi, nhắn tôi hoài, đi xíu về liền nha. A few minutes later. Cái chỗ này có vẻ là một chỗ thích hợp với mình đi y nè. Ok, chuẩn bị nè. Thằng con người làm cái gì mà đứng nhìn mình hoài ta? Đi chỗ khác cho tao đi y coi, đứng nhìn gì sao đi y được mày? Đi chỗ khác coi. Trời đất ơi, đã nhìn rồi mà còn chụp hình nữa chứ. Mày nhìn không? Nhìn con. Ba ơi ba. Ôi ba nè, có gì không? Con này có gì vậy ba? Con nào? Ơi, cái thằng con người này chơi trẻ ghê mày. Đứng nhìn cho đã rồi còn kêu đồng loại tới nhìn tao nữa. Hai đi chỗ khác cho tao đi coi. À, con này hả là con thằng lằn á con. Con thằng lằn là con gì ba? À, con thằng lằn á là con thằng lằn. Con thằng lằn nó sợ con người lắm, nó không có hại mày đâu, con đừng có sợ nó. Chứ lại con này nó có ít lắm, nó ở nhà mình nó ăn giúp mình mấy con bọ á. Nó cũng có ít quá ba ha. Ừ, đúng rồi, con này siêu quýt luôn á. Chứ lại con thằng lằn á có một tiếng kêu rất là đặc trưng, nghe dễ thương lắm. Con nghe nó kêu nè. Hai con người này đã đứng nhìn như đã rồi còn thì thầm thỏ thẻ với nhau chứ. Mày nhìn không? Nhìn con. Đó, thấy không? Thấy kiểu hay không? Rồi còn đứng đây ngắm thằng lặng tiếp nha. Ba đi qua phòng ba làm việc cái. Dạ ok, bye bye ba. Ừ. Thằng con người gì thì chứ. Thằng lớn đi mất tiêu, thằng nhỏ bước nước đây nhìn mình. Ôi mà này nhà của nó đứng đây cũng quyền của nó. Thôi, tao chịu thua mày á, đứng đi, tao đi chỗ khác tao y. 10 seconds later. Ok, phòng khách có vẻ là ok nha, yên tĩnh phù hợp với mình đi y. Ok, chuẩn bị đi nè. Cái thằng này mệt ghê á nha. Tao đi từ trong phòng ngủ đến tới đây mày cũng theo tao cho được. Chết rồi, đau bụng quá. Mày tránh ra chỗ khác coi, cho tao đi y coi. Đau bụng quá, mày làm ơn mày đi ra chỗ khác người ta đi y đi. Mày đứng đây nữa hồi có gì là mày tự chịu nha. Ủa, sao con thằng lằn nó không kêu nữa ta? Ai, your choice bro, your choice. Ý, đau bụng quá, đau mày. Ý, nó kêu rồi kìa.